Sáng 20 tháng 9, lực lượng chức năng triển khai trục vớt nhịp cầu, xe và tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu, Phú Thọ. Sau 12 ngày cầu Phong Châu bị sập, ngày 20 tháng 9 khi mực nước sông Hồng hạ sâu, dòng chảy ở mức an toàn, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt nhịp cầu, xe và tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tại nhịp cầu Phong Châu bị sập cùng chiếc ô tô tải mắc kẹt bên trong, lực lượng chức năng đã khảo sát, sử dụng máy phá bê tông, máy hàn hơi cắt từng nhịp dàn thép của nhịp cầu bị sập, chuẩn bị tiến hành trục vớt. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 20 tháng 9, ông N.M. Hát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho hay đang có mặt trực tiếp để tham gia giám sát công tác trục vớt. Theo ông Hát, các lực lượng đã huy động các máy xúc, thuyền cỡ lớn, máy cẩu, tập trung trục vớt. Sáng nay các lực lượng đã cắt các phần nhịp cầu, đồng thời sẽ cố gắng trục vớt được các xe gặp nạn. Ông Hát cho biết thêm lực lượng cứu nạn sẽ tổ chức tìm kiếm người gặp nạn. Mặc dù trước đó đã khảo sát đánh giá chưa phát hiện nạn nhân có trong cabin xe. Tuy nhiên, vẫn có thể xảy ra tình huống nạn nhân mắc kẹt tại hiện trường. Vì vậy, các lực lượng khảo sát kỹ lưỡng để tìm kiếm nạn nhân. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, vụ sập cầu Phong Châu kéo đổ trụ T7 và làm sập hai nhịp dàn chính của cầu, nhịp 6 và 7, lúc 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9. Xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 8 xe gặp nạn gồm 1 xe tải, 1 xe con, 5 xe máy, 1 xe đạp điện. Tính đến ngày 20 tháng 9, có 3 nạn nhân được cứu sống, tìm kiếm được 2 người thiệt mạng. Như vậy còn 6 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.